Cựu giáo viên nước ngoài nhảy cầu vì buồn chuyện tình cảm. Anh Van der Merwe đi xe máy lên cầu Quẩy, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng và nhảy xuống sông với ý định tự tử. Nhận tin báo, công an đến hiện trường kịp thời. Hơn 12 giờ ngày 27 tháng 5, người dân phát hiện nam thanh niên người nước ngoài nhảy từ cầu Quẩy, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng xuống sông, nên báo tin tới đơn vị chức năng. Công an thị trấn Tiên Lãng và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Tiên Lãng nhanh chóng điều lực lượng đến hiện trường xác minh, triển khai cứu hộ. Nhận thấy người nhảy cầu có dấu hiệu đuối nước ở khu vực giữa sông phía dưới gầm cầu Quẩy, công an đã trưng dụng cano của người dân tiếp cận và kịp thời cứu anh này lên cano, đưa vào bờ. Nạn nhân có biểu hiện choáng, ngất, được công an đưa đến trung tâm y tế huyện Tiên Lãng để cấp cứu, ổn định sức khỏe. Nam thanh niên có hành động dại dột trên được xác định là anh Van der Merwe, sinh năm 1992, quốc tịch Nam Phi, giáo viên của trung tâm ngoại ngữ E, chi nhánh Tiên Lãng và lưu trú tại nhà ông Người, VD, thôn Quan Bồ, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng. Thông tin ban đầu, anh Van der Merwe buồn chuyện tình cảm cá nhân và đã đi xe máy lên cầu Quẩy, nhảy xuống sông. Sau khi động viên tư tưởng anh Van der Merwe, công an huyện Tiên Lãng bàn giao nam giáo viên cho trung tâm ngoại ngữ E chăm sóc, quản lý.